vòng chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng hát truyền hình ngôi sao biển lần thứ tư năm 2023. Xuất sắc vượt qua 3 vòng thi trước, 11 thí sinh đến từ nhiều địa phương như Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Dương, Bình Thuận sẽ thể hiện tài năng như thế nào trong đêm chung kết xếp hạng. Nhiều giọng ca vẫn giữ được sự ổn định trong phong cách biểu diễn. Với chất giọng riêng, hứa hẹn tạo nên bất ngờ. Bản lĩnh, tự tin, thể hiện mình khi đứng trên một sân khấu lớn. Tất cả sẽ nỗ lực, sẵn sàng tỏa sáng để mang đến màn biểu diễn tốt nhất trong đêm thi cuối cùng của cuộc thi. Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng hát truyền hình ngôi sao biển lần thứ tư sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại khu vực Ocean News, thành phố Phan Thiết và được truyền hình trực tiếp trên kênh BTV, các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận và một số đài phát thanh truyền hình tỉnh thành trong cả nước. Mời quý vị đón xem và cổ vũ cho các thí sinh.